Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 170. Tốc độ của Hoàng đế đi cực nhanh, rất nhanh, đã đi tới ngự thư phòng, ngồi lên long vị, sống to. Người đâu? Vâng, bệ hạ. Lập tức có một thị vệ vội vã chạy đến, khom người nói. Quý vương còn chưa trở lại sao? Khởi bấm bệ hạ, quý vương đại nhân còn chưa trở về. Đáng chết, trẫm để hắn đi làm việc. Tình hình hiện tại khẩn cấp như vậy, vậy mà còn chưa trở về. Không biết rõ tình huống thì làm thế nào? Hoàng đế hung hăng vỗ bàn một cái, rìa mép tức giận tới mức rung động, báo. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một tên thị vệ vội vàng xông tới, khom người nói: "Khởi bấm bệ hạ, quý vương đại nhân cầu kiến, hơn nữa còn có đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn cùng chư vị tướng quân cũng ở ngoài điện chờ đó." Mau mau tuyên nhập, hoàng đế vội vàng kêu lên. Thị vệ gật đầu một cái, liền lĩnh mệnh rút ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Vương dẫn theo một đám người hối hải đi tới. Người cầm đầu chính là đại nguyên soái Quyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn, mà nhi tử Thác Bạt Lưu Phong cùng nữ nhi Thác Bạt Liên Nhi của hắn biết được phụ thân bọn họ đến đây, cố vội vàng ra nghênh tiếp, tụ hợp cùng một chỗ. Bát Lang vệ cũng có mặt đầy đủ, quốc sư Hãn Thiết Ma cũng theo sát một bên. Lã phu Thác Bạt Thiết Sơn bái kiến bệ hạ Thiên Vũ. Thác Bạt Thiết Sơn hơi hơi hành lễ, đám người còn lại cùng nhau hành lễ. Hoàng đế vung tay lên cười nói: "Thác Bạt lão nguyên soái, lễ độ, sớm đã nghe đại danh của lão nguyên soái, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, khí vũ hiên ngang, phong độ đại tướng." Hoàng đế khách sáo hai câu, liền đi thẳng vào chủ đề: "Lão nguyên soái, không biết chuyện bên kia như thế nào rồi?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, bao gồm cả con của hắn, Thác Bạt Lưu Phong cùng Thác Bạt Liên Nhi cũng giống vậy. Bọn họ đều biết lần này một trận chiến cuối cùng của Thác Bạt Thiết Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên đến tận cùng là ai thắng ai thua, tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ cũng muốn được biết. Mặt mò bất giác đỏ bừng, Thác Bạt Thiết Sơn lúng túng tằng hắng một cái, không biết nên kể như thế nào. Quỷ Vương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài ôm quyền nói: "Khởi bấm bệ hạ, vốn dĩ lần này lão phu xuất thủ ám toán Độc Cô Chiến Thiên đã thành, Độc Cô Chiến Thiên đã chết." Ồ, Quỷ Vương còn chưa dứt, ánh mắt hoàng đế đã sáng bừng lên, tràn đầy kỳ vọng. Nhưng rất nhanh, Quỷ Vương lại yếu ớt như mặt nói: "Thế nhưng đúng lúc này, tên tiểu tử Trác Phàm kia không biết nghe được tiếng gió ở đâu mà đúng lúc đuổi tới, sau cùng hắn trở thành tân đại nguyên soái của Độc Cô, mang theo Độc Cô quân còn sót lại nghênh ngang rồi đi." Hoàng đế giật nảy mình, hoảng hốt hét lên: "Ngay cả Độc Cô quân cũng bị tiểu tử kia thu về rồi sao? À, cái này phiền phức lớn rồi đó." Thế lực trong tay tiểu tử kia càng lớn thì liền càng khó có thể đối phó. Ta nói các ngươi, tại lúc đó tại sao không đem hắn cản lại chứ? Coi như ngăn không được hắn thì ngăn lại những tướng sĩ Độc Cô quân kia cũng tốt ra. Quỷ Vương thở ra một tiếng, bắt đầu lắc đầu. Kỳ môn dị thuật của tiểu tử kia bệ hạ cũng không phải là không biết, đơn đã độc đấu lã phu không phải địch thủ của hắn. Thế nhưng khi dựa vào đại quân linh thú của Thác Bạt nguyên soái, tiểu tử kia không biết đã dùng biện pháp gì đã có thể khiến cho những linh thú kia kinh hãi đến mức chạy tán loạn tứ phía, căn bản không ra hệ thống gì. Cho dù là Thác Bạt nguyên soái còn bị tiểu tử kia bắt sống một lần đó. Quỷ Vương còn chưa nói xong, Thác Bạt Thiết Sơn đã che miệng nặng nề mà ho khan mấy tiếng, hai gò má có chút thẹn đến hoảng sợ. Thân là đại nguyên soái binh mã, thế mà bị một tên tiểu quỷ tùy tiện bắt sống, xem như chuyện khiến hắn mất mặt nhất cuộc đời. Mà hai huynh muội Thác Bạt Lưu Phong cũng bất khả tư nghị nhìn phụ thân bọn họ, hai mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ ngay cả phụ thân trăm trận trăm thắng cũng bị tiểu tử kia đánh bại sao? Thác Bạt Liên Nhi càng quan tâm nói ra: "Phụ thân, hắn không có đả thương đến ngài chứ?" Liên Nhi yên tâm, tiểu tử kia cũng chỉ là mới miệng cuồng vọng một chút, ngược lại không làm gì cha. Cười nhẹ qua có tay, Thác Bạt Thiết Sơn trấn an nói: "Đến tận đây, Liên Nhi mới yên lòng." Thế nhưng cha Lạp Hãn lại trợn trừng mắt một cái, hướng về Sát Pha Lan trong Ngũ Lăng Vệ tức giận mắng to: "Mấy người các ngươi bảo hộ nguyên soái kiểu gì thế hả? Vậy mà có thể để cho người ta thừa cơ bắt cóc nguyên soái sao? Đấy quả thực là làm nhục Bát Lăng Vệ chúng ta." Ngũ Lăng Vệ thầm hận trong lòng, hừ nhẹ lên tiếng. Sát Phá Lan liếc nhìn cha Lạp Hãn một chút, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, thực lực rất mạnh, lúc đó tình cảnh hỗn loạn, đừng nói là chúng ta, coi như tăng thêm ngươi cũng không cải biến được gì. Bất quá ngươi luôn luôn tự ngạo, khi còn chưa giao thủ cùng tiểu tử kia đoán chừng sẽ không tin. Ai nói ta chưa từng giao thủ cùng hắn chứ? Ta cùng ba người Triết Biệt liên thủ cũng không đánh lại tiểu tử kia. Triết Biệt còn bởi vậy mà trọng thương, nằm trên giường một tháng không cách nào cử động." Cha Đà Phản không cẩn thận nói lộ ra ngoài miệng,
Triết Biệt vội vàng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đến tận đây, Bát Lăng Vệ mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tất cả mọi người đều ăn qua thua thiệt ngầm dưới tay tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cúi thấp đầu, than thở. Chuyến đi Thiên Vũ lần này thật sự là Bát Lăng Vệ bọn họ thua sạch bóng, cả đời sỉ nhục. Thấy tình cảnh này, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi nhíu mày càng sâu, nhìn về phía hoàng đế nói ra: "Bệ hạ, các phàm kia đến tục cùng là thần thánh phương nào, sao lại có thần thông như thế? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua chứ?" "Phụ thân, ta tới Thiên Vũ đã mấy tháng có thừa, đã điều tra kỹ càng về người này, điểm đấy vẫn để ta tới giải thích đi." Lúc này Thác Bạt Lưu Phong nhìn về phía phụ thân hắn thản nhiên nói: "Các phàm sinh ra tại một tiểu thế gia bất nhập lưu, từ nhỏ làm nô lệ, về sau gia tộc này bị diệt, hắn nhân duyên trở thành quản gia đại tộc. Khi đó toàn bộ gia tộc bao gồm hai vị chủ tử cùng một người thừa vệ bên ngoài ra thì tổng cộng chỉ có 4 người, nhưng chính là dưới tình huống như vậy hắn lại có thể kết giao với các nhà quyền quý, dùng vén vẹn không đến 10 năm đem một cái gia tộc hạng bét trở thành chư hầu một phương. Bệ hạ đã từng ban thưởng hắn danh xưng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, có thể thấy được hắn có năng lực phi phàm, tài năng kinh thiên động địa. Hơn nữa ngự hạ chi đạo của hắn 10 phần cao minh, thường có thể đem tuyệt thế cao thủ kéo vào trướng của mình để bản thân mình sử dụng. Minh hữu đối với năng lực của hắn là 10 phần tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm. Bất quá cho dù vậy, người chung quanh đối với hắn cũng đã là kính lại sợ, bất luận minh hữu hay là địch nhân đều chung một đánh giá về hắn: giả hoạt như cáo, tàn bạo như sói, âm hiểm như rắn, khí thế như rồng. Cho nên chớ nhìn bề ngoài hắn có vẻ hung hăng càn quấy, nhưng lại vô cùng thận trọng, quỷ kế đao đanh, quả thực là nhân vật khó thể đối phó. Không sai, trong bất tri bất giác tiểu tử này đã trở thành uy hiếp lớn nhất của trẫm. Hít một hơi thật sâu, hoàng đế cũng là âm thầm biểu lộ tán đồng. Thác Bạt Thiết Sơn thầm hiểu trong lòng, âm thầm gật đầu. Tuy lão phu biết rõ tiểu tử này không đơn giản, nhưng không ngờ khó giải quyết như thế. Xem ra lão phu đối phó với hắn so với đối phó với lão gia hỏa độc cô chiến thiên kia còn phải cẩn thận chặt chẽ hơn mới được. Đã như vậy, xin mời Thác Bạt lão nguyên soái mau chóng phát binh phong Lâm Thành, bắt giữ tên gian tặc này. Hoàng đế lúc này xuất khẩu thúc giục nói. Không khỏi sững sờ, Thác Bạt Thiết Sơn cả kinh: nhanh như vậy, lão phu vừa mới đến đế đô còn chưa chỉnh quân, ai không có cách nào, tiểu tử kia rất âm hiểm, hiện tại hắn đã lấy danh xưng Cảnh Vương, bốn phía chiêu binh mãi mã, trẫm cũng không tiện nói ra. Ai bảo ngài mang theo đại quân nghìn ngang đi một vòng trong Thiên Vũ khiến mọi người đều biết chứ? Nếu chậm thêm một chút nữa, hắn đoán chừng có thể huấn luyện ra mấy triệu binh mã. Hơn nữa, nếu việc này bị Hộ Quốc Tam Tông phát hiện ra, giao dịch giữa chúng ta sẽ triệt để ngâm nước nóng đó. Cái gì? Mọi người giật mình, bất giác cùng nhau cảm thán: các phàm này hành động đến thật là nhanh. Mặt khác, vì đảm bảo chiến sự lần này thuận lợi, trẫm sẽ phái tất cả Hộ Long Thành vệ cùng Quỷ Vương đến giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ là chỗ bọn họ còn mấy cao thủ rất khó đối phó. Hoàng đế vuốt khẽ chòm râu, cau mày nói: không ngại. Lúc này quốc sư Quỷ Nhung, Hạn Thiết Ma luôn một mực không lên tiếng, bỗng dưng mới miệng nói ra: ba vị cao thủ Ngự Thứ Tông nước ta đã tới, cho dù cọng rơm cứng bên phía bọn họ có khó đối phó cỡ nào cũng không có gì đáng ngại. Từ sáng sớm, một mảng đại quân đông nghìn nghịt đạp lên sương mai sáng sớm, chậm rãi đến gần biên giới một tòa tiểu thành vắng vẻ. Cổ sát khí ngập trời hòa lẫn cùng máu và kim loại tạo nên một cổ cảm giác ngưng trọng, nhất thời khiến cho bầu không khí núi rừng chung quanh cũng trở nên trầm muộn. Dã thú chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thức ăn, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí quỷ quái này liền ào ào chui vào trong huyệt động của mình, con người rạn run không dám thò đầu ra. Tuy động vật chúng ta không nói chuyện hoàng lịch, nhưng bằng vào cảm giác nhạy cảm của dã thú chúng ta đã biết được hôm nay không nên đi ra ngoài, tính toán vẫn là ở nhà chịu đói một ngày đi. Cái bụng ùng ục vang lên, nhưng khắp núi rừng lại không có một con dã thú nào dám thò đầu ra, toàn bộ đều chịu đựng bụng đói kêu vang, ở nhà cắm đầu ngủ say. Thác Bạt Lưu Phong nhìn tòa thành trì ở phía xa một chút, rồi quay đầu nhìn hướng Thác Bạt Thiết Sơn ở bên cạnh. Phụ soái, chỗ đó chính là Phong Lâm Thành của Lạc gia, chúng ta hào phí ròng rã 2 tháng thời gian, sau đó lại tụ họp cùng đại quân Thác Bạt mới nhập cảnh, triệu quân sĩ đi cả ngày đêm, cuối cùng cũng đến. Thác Bạt Thiết Sơn cũng hướng chỗ đó nhìn xem, hơi trầm ngâm, đàm mang lên tiếng: viện binh do Thiên Vũ bệ hạ phái tới giúp bọn ta phá trận đâu, để bọn họ đi lên xem xét một phen. Vâng. Thác Bạt Thiết Sơn cúi đầu xuống, khom người lĩnh mệnh, liền hướng về phía sau truyền lệnh. Rất nhanh, liền có 10 đạo thân ảnh lăng không bay lên, hướng về phía phương hướng Phong Lâm Thành bay đi. Bọn họ đều là cao thủ thiên huyền cảnh, trận sư cấp 6. Trong khu vực Thiên Vũ này,
Trận thức bọn họ phá không được, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại bay trở về bẩm báo. Khởi bẩm nguyên soái, chung quanh khu vực này phủ đầy hơn 500 trận thức to to nhỏ nhỏ. Trận thức cấp trở lên có 200 cái, bên trong không thiếu trận thức cao cấp, cấp 5, cùng cấp 6, muốn bài trừ rất khó khăn. Hay à, ta liền biết đây là quỷ kế của Trác Phàm kia, muốn bức lão phu cùng hắn ở đây quyết đấu một trận tử chiến. Không khỏi thở dài một tiếng, Thác Bà Thiết Sơn bắt đầu gì lắc đầu. Thác Bà Lưu Phong thấy thế thì sững sờ mất mấy giây, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trác Phàm này quả thật xảo trá, trên chiến trường coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn bốn phía chiêu binh mãi mã, luyện binh ngược lại chưa hẳn, chỉ duy nhất chính là muốn bức phụ thân ngài tự mình mang binh đến chỗ này chiến đấu, càng là bức ngài tốc chiến tốc thắng. Hắn thì ngược lại chỉ tọa trấn bên trong thành, chiếm hết ưu thế địa lợi, ngồi đợi khai chiến. Còn không chỉ là cái này, chầm rãi lắc đầu, Thác Bà Thiết Sơn thở dài. Quân sĩ đối phương rất ít, chúng ta vốn dĩ chiếm đại ưu thế, thế nhưng bản lĩnh chấn nhiếp linh thú của Trác Phàm khiến cho chúng ta không thể không đánh rơi đại quân linh thú. Chuyện này đã làm yếu bớt một lực lượng lớn thực lực của chúng ta. Hiện tại hắn lại lưng tựa trận pháp phụ trợ. Đương nhiên chúng ta hiện tại có 300 vạn đại quân, bọn họ lại chỉ có chưa tới 1 triệu người. Một khi chân chính chiến đấu, lại là lấy tỷ lệ 5 năm phó thân thắng bại. Trác Phàm coi như là đem ưu thế của chính mình mở rộng đến vô hạn, ưu thế của chúng ta lại thu nhỏ đến vô hạn. Thậm chí có thể nói, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn liền nắm giữ cuộc chiến này, chúng ta bất quá là bị hắn nắm mũi dẫn đi mà thôi. Trong lòng bất giác run lên, Thác Bà Lưu Phong nhìn chằm chằm vào tòa thành trì gần trong gang tấc kia, lại phản phất như nhìn từ một tòa thành tường đồng vách sắt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trác Phàm này quả thực là đáng sợ. Phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trước hết, để cho phá trận sư đi lên xem phản ứng bọn họ. Trong mắt lóe lên một tinh quang, Thác Bà Thiết Sơn nhìn về phía 10 người kia nói ra: các ngươi tiến đến phá trận nhất định phải cấp tốc đó. À, 10 người đều là khóe miệng trễ xuống, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Lúc này một người bên trong đứng ra bái hạ nói ra: nguyên soái, tuy chúng ta là trận sư cấp 6, thế nhưng to to nhỏ nhỏ hơn 100 năm 500 trận thức, bên trong không thiếu trận pháp có thủ pháp bố trí tinh diệu, rất khó phá giải. Nếu chúng ta muốn phá hết cũng không biết phải đến năm nào tháng nào à. Cái này phải xem bản lĩnh các ngươi. Quân lệnh Như Sơn, đi. Sắc mặt Thác Bà Thiết Sơn nghiêm túc, lời nói nghiêm được kiên định. 10 người kia nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều thành một vẻ khổ bức. Bà mẹ ngươi chứ, cái tên mang binh ngoài nghề này không hiểu còn mù chỉ huy. Nếu nhiều trận pháp như vậy, bọn họ có coi như phá đến chết để không phá hết. Chứ nó chỉ là đến chuyện trên đường bọn họ phá trận, còn có người lao ra để bọn họ làm thịt. Vẫn là quyển chiến thần Quyển Nhung này, dùng phá trận sư như thế nào cũng không biết ra. Đó là cậy mạnh không công nổi trận pháp mới để cho phá trận sư lên. Đây cũng là chuyện phải làm cho tốt yểm hộ mới được chứ. Nào có chuyện tất cả trận pháp đều để phá trận sư lên phía trước giải quyết chứ. 10 người oán thầm trong lòng không thôi, nhưng không còn cách nào. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Phiêu phiêu phiêu. Từng đạo lưu quang xẹt ngang, 10 vị phá trận sư đi đến trước Phong Lâm Thành, trong tay bắt quyết, bắt đầu phá giải trận pháp trước thành. Thế nhưng trong lòng thì cầu nguyện người bên trong tuyệt đối đừng ra tay giết vào lúc này, bọn họ thực sự là ra tay không tất sát ta. Bất quá, người đến phá trận pháp nhà người ta, người bố trận có thể không biết hay sao? Một trận ba động vô hình truyền qua, Trác Phàm đã ở trong phòng nghị sự, đang cùng chưởng sự các nhà thương nghị chuyện chiêu binh mãi mã gần đây, đột nhiên sững sờ, bất giác cười khẽ một tiếng. Trác quản gia, xảy ra chuyện gì rồi sao? Mỗ nhìn về phía Trác Phàm hoài nghi lên tiếng. Chầm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến, nhưng rất nhanh liền có một vị đệ tử Lạc gia vội vàng chạy vào khom người bẩm báo. Khởi bẩm Trác quản gia, ngoài thành đã có 10 lão đầu bóp ấn quyết niệm quyết, không biết đang mân mê thứ gì, giống như đang phá trận pháp của chúng ta. Bò xác thực đang phá trận. Tốt, ngươi đi xuống đi, không có việc gì hết, hết thảy vẫn như cũ thôi. Trác Phàm khoát qua tay thả nhiên nói. Người kia khẽ khom người lui ra. Các vị gia chủ còn lại thì khẩn trương, La Diệp Phi càng là nhìn không được thốt lên, có người đến phá trận, chẳng lẽ nói đại quân Thác Bà Thiết Sơn đã hãm thành, sẽ không nhanh như thế chứ, chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị xong. Có lẽ thực sự là nhanh như vậy đó. Không khỏi tà mị cười một tiếng, Trác Phàm không vội một chút nào đề nghị. Nếu không chúng ta đến đầu tường nhìn xem 10 cái lão già kia phá trận đến đâu rồi, thế nào?
Bất giác sững sờ, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm làm sao người ta hiện tại để đã đến giết đến tận cửa, tiểu tử này lại vẫn bình tĩnh như thế chứ. Có điều rất nhanh, mọi người liền thoải mái. Dù sao tiểu tử này luôn luôn thích tỏ ra trâu bò, hắn đã không vội, liền nói lên hắn đã có chuẩn bị. Đã vậy bọn họ cần gì phải sốt ruột chứ. Kết quả là mọi người cũng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh, theo tốc độ trác phạm hướng về phía đầu tường Phong Long Thành bay đi. Qua một lát, mấy người đã tới đầu tường, nhìn thấy 10 lão giả đang không ngừng kết độc ấn quyết trước cửa thành, mặt mò nín đến đỏ bừng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Còn bà nó, cái trận pháp này là do người nào bố trí? Một cái trận thức cấp 2 có cần phải làm phức tạp như vậy hay không? Còn có, loại thủ pháp kết trận này là của tâm môn nào? Làm sao tới bây giờ chúng ta chưa từng thấy qua chứ? Đúng vậy à, đối phương nhất định là có đại sư bố trận. Nếu không phải như vậy, không có khả năng thiết lập ra trận pháp tinh vi như thế. Vô luận loại nào pháp quyết đều không giải quyết được à? Bớt lải nhải đi, dùng tâm phá trận. Mười lão già một bên phá trận, một bên phát ra bực tức. Làm cả nửa ngày mà một cái trận thức cũng không mở ra, không khỏi gấp đến dậm chân. Bọn họ đường đường là trận sư cấp 6, liền cái trận thức cấp 2 để không giải được. Chuyện này chấp nhận được sao? Bọn người Long Dịch Phi ở trong hư không nhìn tất cả thì thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tán phục. Trác quản gia không hổ là cao thủ toàn năng, lần này bố trí trận pháp gấp chết mấy lão già kia. Long Dịch Phi cười lớn một tiếng liên tục khen ngợi. Hai người còn lại cũng hung hăng tán thưởng khẽ gật đầu. Trác Phàm lại là từ chối cho chiến, cười cười khoát tay một cái. Ta tuy tinh thông trận pháp nhưng còn không có bản lĩnh đem trận thức cấp 2 bố trí đến mức có uy lực tương đương cùng trận thức cấp 6 như thế. Bọn họ không giải được, chỉ có thể nói là dùng không đúng phương pháp. Nói xong, Trác Phàm liền hướng phía dưới hô to. Chỉ là trận thức cấp 2, cần phải dùng ẩn quyết phá giải sao? Các ngươi đều là cao thủ thiên huyền cảnh, sao không trực tiếp dùng nguyên lực phá vỡ đi? Não các ngươi đều hỏng rồi à? À đúng thế, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Trong mắt không khỏi sáng lên, 10 người liếc nhìn nhau đều là bình tĩnh gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt ý cười. Bọn họ ngược lại làm muốn xem thật kỹ một chút, người nào hảo tâm nhắc nhở bọn họ phá trận pháp như vậy chứ. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh của Trác Phàm, liền nhất thời bị dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy được lục phách. Trác Phàm, hắn dẫn người tới giết chúng ta. Có một lão già hét toáng lên, những người còn lại cũng bị dọa cho hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Trác Phàm thấy thế thì thờ ơ, khoát tay một cái, không sao, tiếp tục phá đi, còn nhiều thời gian mà, cứ chơi cho thoải mái đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này liền hạ xuống cửa thành, không buồn liếc nhìn bọn họ một chút nào. Đám người Long Thị Phi trong lòng kinh ngạc cũng ào ào theo sau. Mười lão đầu kia càng là nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên hành sự như thế nào cho tốt. Rốt cuộc có người mở miệng, các vị lão hữu, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Trầm ngâm một chút, một người khác bình tĩnh gật đầu, quát lớn, làm tiếp. Sao có thể mặc kệ chứ, hai bên đều bị chúng ta làm. Có lý do gì mặc kệ chứ? Mọi người nghe được nghe lời này, bất giác bừng tỉnh đầy ngộ. Đúng vậy à, thật vất vả hai bên đều không đắc tội được, làm gì phải mặc kệ chứ? Nếu thực sự mặc kệ, nó không chừng hai bên đều sẽ tiến đến đuổi giết bọn họ đó. Làm! Kết quả là 10 người lại một lần nữa kết ấn quyết. Nhưng rất nhanh là nghĩ tới lời nhắc nhở của Trác Phàm, vẫn là dùng nguyên lực cứng rắn phá tan đi. Cứ như vậy, thật đúng là để bọn họ cứng rắn phá tan mấy cái trận thức cấp 2. Ở một phương khác, ba người Long Dịch Phi ở trên lầu nhìn thấy tình cảnh phía dưới, vừa nhìn về phía Trác Phàm ở bên cạnh, hoài nghi nói, Trác quản gia, ngài đây là ý gì? Ta đang đợi. Đợi cái gì chứ? Đợi cao thủ của bọn họ xuất hiện. Tà Mị cười một tiếng, Trác Phàm sâu kín lên tiếng, Thác Bạc Thiết Sơn hiện tại còn không dám phát quân, là sợ chúng ta dựa vào trận pháp, cho nên trước hết để 10 lão đầu này đi lên thăm dò chúng ta một chút. Nếu như ta giết bọn họ, mặc dù đúng tình đúng lý nhưng lại lộ ra tâm hỏng, nếu như bỏ mặc không quan tâm lại sẽ khiến bọn họ sợ chúng ta sử dụng không thành kế. Bất quá binh pháp chi đạo giả cũng như thật, thật cũng như giả, ta hành sự càng kỳ quặc thì hắn càng mơ hồ, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám lấy đại quân áp trận. Thế nhưng thời gian không đợi người, hắn kéo càng lâu, thành thế chúng ta tạo nên trong thiên vũ liền càng mạnh, cho nên hắn nhất định phải làm ra hành động. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là lấy cao thủ đột tiến, cấp tốc chiến thắng. Ba người Long Dịch Phi thầm hiểu, hóa ra là trước khi đại quân quyết chiến, Trác Văn Gia trước tiên là tiến hành cao thủ quyết đấu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, dưới tình huống hoàng đế biết rõ tiểu tam tử đang ở phía ta, đến tục cùng sẽ mời thần thánh phương nào trợ trận. Hai mắt lóe lên tinh quang, trong mắt Trác Phàm tràn đầy ánh sáng thâm thúy.
Phụ soái, người thấy tác phẩm kia đến tận cùng là đang giở trò quỷ gì chứ? Có người phá thành thức trước thành của hắn, vậy mà hắn còn đứng ở cửa thành nhìn lên, còn vừa nói vừa cười, rõ ràng là không đánh chúng ta để vào trong mắt. Tháp Bạc Lưu Phong chỉ tay về phía Trác Phàm đang ở trên lầu cửa thành cùng ba vị gia chủ trò chuyện vô cùng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, tựa hồ rất khó hiểu. Tháp Bạc Thiết Sơn trầm ngâm một chút, lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đây là đối với việc dựa trận đối địch là thực sự có nắm chắc, hay là cố lộng huyền hư, trì hoãn thời gian đây? Người này hành động quá dị, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, quả thực không dễ ước đoán. Lưu Phong theo cha đi gặp ba vị trưởng lão. Đột nhiên hai mắt Thác Bạc Thiết Sơn ngưng tụ, bình tĩnh lên tiếng. Thác Bạc Lưu Phong khẽ giật mình, hét lớn: nhanh như vậy, ba vị trưởng lão không phải là đòn sát thủ chúng ta sao? Nhanh như vậy liền muốn xuất ra, không phải là quá sớm sao? Bình quý thần tốc, không thể quản nhiều. Thác Bạc Thiết Sơn vùng lên ống tay áo, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thác Bạc Lưu Phong thấy thế thì vội vàng chạy theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi đến trước một soái tướng, bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ có chút bí ổi. Liên Nhi, càng có con người thật tốt, tuổi còn nhỏ, ngự thú chi thuật đã vô cùng cao, không bằng bốn tọa thu ngươi làm đệ tử, mang ngươi hồi tông, điều giáo thật tốt 2 năm, ngày sau thành tựu tất sẽ không kém bốn tọa, ha ha. Xà trưởng lão hảo ý, Liên Nhi tâm lĩnh, chỉ là nhà có song thân ở trên, Liên Nhi thực sự không đành lòng rời đi. Lúc này truyền ra thanh âm có chút khó xử của Liên Nhi, nhưng là nàng còn chưa nói xong, âm thanh bên trong kia lại lần nữa vang lên. Hay là việc quan hệ đến tiền đồ của tiểu Linh Nhi, Thác Bạc Nguyên Soái tuyệt nhiên sẽ không phản đối. Thác Bạc Thiết Sơn đang ở ngoài trướng tức giận đến ri mép loạn run, hai mắt như muốn phun ra lửa. Lão bất tử này rõ ràng là mượn cơ hội đùa giỡn khuê nữ nhà hắn. Thác Bạc Lưu Phong cố một vẻ mặt âm trầm, song quyền nhịn không được hung hăng siết chặt, nhưng rất nhanh hai người liền đem nộ khí đè xuống, một lần nữa thu thập tâm tình, viện cửa mở lều đi vào. Nguyên Soái, thiếu chủ. Ở bên trong, Bát Lăng Vệ sớm đã đợi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy người tới đây, vội vàng khom người bái nói. Mà ở bên vị trí chủ tọa, ở bên trong, bày biện 3 cái ghế lớn, bên trên có 3 người đang ngồi đó. Tất cả đều hở ngực, lộ vú, rất là phóng khoáng. Ngồi ở giữa là một đại hán, đầu đầy tóc đen mịn, mặt to mày rậm, mắt như chuông đồng. Ở chính giữa ngực, xăm lên một cái kim tình ban la hổ, rất là hung hãn mãnh. Hai cha con Thác Bạc Thiết Sơn khom người cúi đầu, hổ trưởng lão. Tiếp đó, bên tay phải là một vị lão giả râu trắng, ánh mắt hơi khép hờ, mặt mũi hiền lành nhưng trong hai con người thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng xanh khiến người ta gặp phải liền run sợ mất mật. Trên ngực hắn cũng xăm một hình động vật, chính là 2 đầu sói đói đang nhe răng nanh. Lang trưởng lão, hai người Thác Bạc Thiết Sơn lại khom người cúi đầu. Sau cùng, hai người đem ánh mắt rơi trên thân người cuối cùng bên trong 3 đại cao thủ. Người kia một mặt gian tướng, khóe môi nhếch lên 2 cái ria mép, 2 mắt thỉnh thoảng chớp động, hiện ra ánh sáng dâm tục. Giờ khắc này, bàn tay hắn đang nắm lấy tay ngọc của Thác Bạc Liên Nhi không thả, thỉnh thoảng còn vuốt ve ở phía trên 2 lần, lộ ra khuôn mặt rất là hưởng thụ. Ngực người này cũng xăm lên một hình động vật, chính là một đầu độc xà, 2 mắt phóng ra hung quang. Hai người Thác Bạc Thiết Sơn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng một trận tức giận, song quyền cũng nhìn không được mà siết chặt, nhưng vẫn nghiến răng hướng về phương hướng người kia bái xạ. Xà trưởng lão, ha ha, Thác Bạc Nguyên Soái, ngài đến rồi sao? Xà trưởng lão mặt ngoài lộ ra ý cười, nhìn về phía Thác Bạc Thiết Sơn, nhưng bàn tay lại không có ý muốn buông ra, thậm chí Liên Nhi cố gắng rút tay ngọc ra cũng không thể rút được. Dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn đường đường nữ nhi đại nguyên soái người ta, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt mo của Thác Bạc Thiết Sơn. Bất quá ba người này tự hồ không để hắn vào trong mắt, làm ra tất cả mọi việc này cũng không có ý cố kỵ đến hắn. Một bên quốc sư Hàn Thiết Ma thấy xong quyền Thác Bạc Thiết Sơn khẽ run run, tựa hồ đã sắp ức chế không được cảm xúc, không khỏi vội vàng mở miệng nói tránh đi. Thiết Sơn huynh, người tới gặp ba vị trưởng lão có phải là muốn mời ba vị trưởng lão xuất thủ hay không? Vâng. Thân thể khẽ run, Thác Bạc Thiết Sơn nghiến răng xuất khẩu, hung hăng ôm quyền nói ra. Ba vị trưởng lão, mời các ngươi đi trước mở đường, phá vỡ trận thức kết giới ngoài thành, trợ giúp đại quân ta đánh vào bên trong Phong Lâm thành. Liếc nhìn nhau, 3 người cùng khinh nghĩ cười lạnh. Xà trưởng lão càng là bình tĩnh như vậy, tiếp tục xoa xoa tay nhỏ nữ nhi nhà người ta, chậm chậm nói. Thác Bạc Nguyên Soái, không phải ta nói ngươi, 3 người chúng ta dù sao cũng là cao thủ hóa hư cảnh, không phải quân tiên phong các ngươi, chuyện đi trước mở đường phá trận pháp địch không nên là các ngươi đi làm, chúng ta chỉ ứng phó với cao thủ có thể đột nhiên xuất hiện bên trong chỉ thế thôi. 2 vị trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu,
khóe môi nhếch lên đường cong khinh thường. Cố làm ra vẻ, tiến đến phá trận không phải là chức trách của các ngươi, chẳng lẽ đùa giỡn thanh xuân thiếu nữ nhà người ta thì là chức trách của các ngươi sao? Thác Bạt Thiết Sơn thầm hận trong lòng nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể cố nén. Thế tình cảnh này, Bát Lăng Vệ ào ào trợn mắt nhìn, sát khí toàn thân ngăn không được tiết ra ngoài, mắt thấy sắp ra tay đánh nhau. Thế nhưng ba vị trưởng lão kia vẫn trấn định tự nhiên như cũ, vẻ mặt như khi muốn ăn đòn, hoàn toàn không đem mọi người để vào trong mắt, chỉ là mấy cái cao thủ thần chiếu cảnh, coi như lại đến thêm 10 cái hoặc 100 cái cũng không phải địch thủ của đường đường hóa hư cảnh cao thủ bọn họ. Hãn Thiết Ma thấy thế thì nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một trận rồi mở miệng nói: ba vị trưởng lão, việc này quan hệ đến chuyện Thiên Vũ hứa hẹn cho chúng ta 10% khu vực nơi đó, thế nhưng là linh quặng đông đảo, dính dấp đến lợi ích của Ngự Thú Tông. Nếu bởi vì trận thức trước thành không thể phá, Thác Bạt Nguyên Soái đánh lâu không xong, chậm trễ thời gian, sắp cùng sẽ rơi vào cục diện gà bay trứng vỡ. Ba vị trở lại trong tông, chỉ sợ cũng không tiện trả lời à? Quốc sư, lời này của ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? A Mắt Khẩy hiếp lại một cái, hổ trưởng lão lạnh lùng lên tiếng. Hãn Thiết Ma thấy thế thì vội vàng khoát tay, cúi đầu bái hạ nói ra: không dám không dám, lão hủ chỉ nghĩ cho tiền đồ của ba vị trưởng lão. Dù sao đêm dài lắm mộng, thời gian dây dưa kéo dài, bị hộ của Tam Tông Thiên Vũ phát hiện manh mối gì đó mà nói, thì đến lúc đó ba vị trưởng lão tới đây vốn gì có thể nhẹ nhõm lập công, kết quả lại chỉ có thể tay không ra về. Cái này hay à, lão phu thật sự không đành lòng à. Trong lòng bất giác run lên, ba người liếc nhìn nhau, sắc mặt đồng thời động dung. Cuối cùng hổ trưởng lão hơi gật gật đầu nhìn về Hãn Thiết Ma. Quốc sư, người rất thông minh, nói cũng rất hợp lý, việc này không nên kéo dài, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Dâm xà, xài lan, chúng ta đi, chờ đến khi đem 10% khu vực Tiên Vũ thu vào trong tay, chúng ta vẫn còn thời gian vui đùa. Nói xong, hổ trưởng lão liền đứng dậy đi ra ngoài. Lan trưởng lão thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Xà trưởng lão vạn phần không cam tâm, sau khi lại sờ tay Ngọc Liên Nhi một chút cũng ai thán một tiếng theo sau. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn cực kỳ dâm đảng liếc nhìn Liên Nhi một chút, lỗ mãng nói: Liên Nhi, ngươi đệ tử này ta đã định khắc khắc khắc. Sau đó ba người liền ra khỏi soái trướng rất nhanh, không còn tung tích. Thác Bạt Thiết Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Tra Lạp Hãn càng là chửi ầm lên: đây chính là trưởng lão Ngự Thú Tông sao? Cái thứ gì vậy chứ? Hai mắt Liên Nhi đỏ bừng, khẽ khóc nức nở. Thác Bạt Lưu Phong thầm than một tiếng, đem muội muội ôm vào trong lòng trấn an. Hãn Thiết Ma bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn, vỗ vỗ đầu vai hắn nói ra: Thiết Sơn huynh, đi thôi, công thành đoạt đất còn phải để ngươi tự mình đôn đốc, còn có Bát Lăng Vệ cũng cùng một chỗ, đi thôi đi. Công thành đoạt đất sao? Đường đường là nữ nhi của đại nguyên soái Quyển Nhung ta, thế mà ngay trước mặt ta bị đùa giỡn, lão phu lại chỉ có thể bất lực, còn mặt mũi nào mà đi công thành đoạt đất chứ? Thác Bạt Thiết Sơn nổi giận lên tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Hãn Thiết Ma lý giải tâm tình của hắn, nhưng cố một mặt bất lực thở dài. Lúc trước chúng ta hướng Ngự Thú Tông tìm kiếm viện trợ, ai ngờ bọn họ lại phái ba cái đồ chơi như thế tới đây. Hổ hung mãnh, lan tàn bạo, xà dâm tà. Ba người mãnh hổ, xài lan, dâm tà này có thể nói là minh hữu khó ở chung nhất. Nhất là dâm xà lan kia. Lã phu nghe nói hắn sử dụng âm chi thuật luyện công, thiếu nữ bị hủy dưới tay hắn, chỉ đếm không hết. Thiết Sơn Huân bây giờ lên ái bị hắn nhìn trúng, thật sự là chuyện rất khó giải quyết. Lã phu khuyên ngươi sau việc này nên mau chóng đem lên ái dàn xếp chuyển hướng đi nơi khác, tuyệt đối không thể bị lão gì kia để bắt tới. Sắc mặt gì không được chấn động, vẻ mặt Thác Bạt Thiết Sơn hơi nặng nề, nhìn về phía Liên Nhi tràn đầy vẻ lo lắng. Liên Nhi cũng có chút phát hoảng, lo lắng nhìn về phía hai người huynh phụ, trong mắt một trận mãn mê mang. Hãn Thiết Ma năm trước Thái tử điện hạ từng hướng Liên Nhi cầu hôn qua, nếu là lã phụ đáp ứng có thể hay không? Mi mắt Thác Bạt Thiết Sơn khẽ run, sâu kín nói: dâm xà coi như phát lối hơn nữa cũng sẽ không dám đoạt nữ nhân của Thái tử chứ. Hãn Thiết Ma khẽ giật mình, hơi hơi gật đầu thở dài: chỉ là Thái tử điện hạ hoàng dâm vô độ cũng không phải là một kết cục tốt.